Dạ, cảm ơn sai Cần Thơ, kính chào quý cô chú anh chị các bạn, mời cô chú bạn giao lưu giáo siêu bông bình lợi. Cây tầm trung vừa gọn vừa dừa, nhỏ có dùng lực không phải quên chứ, đế sổ nôm có luôn, ghép khoảng chắc năm. Thì cô chú mình xem cái nào trực tiếp với thôi, rồi mình cho clip mất gian quý cô chú anh chị đợi nha. Rồi chào thế. Dạ em chào anh. Dạ. Em xin kính chào tất cả những cô chú anh chị mình xem clip ha. Lời đầu tiên em xin chúc tất cả các cô chú anh chị mình xem clip vui vẻ ha. Thì hôm nay vườn em có giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị mình xem clip có thương tình ủng hộ vườn em ha. Thì vườn em hôm nay quay nhiều loại nha, nhiều giá tiền cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Thì đầu tiên em vô cây số 1. Cái này là cây số 1 ha. Siêu bông bình lợi. Số điện thoại chưa quên. Số điện thoại giao lưu của em là số 0988 058804 ha. Đó cũng là số Zalo ha. Dạ, cây số 1. Rồi đây là cây số 1 ha. Đang tròn vô. Cây này thì ghép siêu bông bình lợi đã chỉnh sửa rồi hết ha. Cô chú anh chị mình về ha, mình lấy bo ghép được ha và mình chơi Tết đều được nha cô chú anh chị. Dạng xương đều. To bự chưa, bành bành. Có đủ chơi Tết luôn, đầy đủ luôn. Cái này hoành 23 nha cô chú anh chị. Hoành 23 ha. Hoành 23. Đây là vô cái chậu. Cái này vô chậu 50 nha cô chú anh chị, lọt lòng 50 ha. Chậu 5. Chậu to bự. Thì cái số 1 này em xin giao lưu có giá 1.500.000 ha, bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Bán cái mềm về chơi luôn. 1.500.000. Rồi, em xin phép lên cây số 2. Phép đổi cây luôn. Tàn vô dây tròn đều hết rồi. Nhỏ nhỏ có bự bự có. Gió. Ờ, cái này là cây số 2 của chú anh chị. Cũng là siêu bông bình lợi ha. Cái này hoành nó là 24 ha. Hoành 24. Nhỏ chứ mình già, cái cũng già cây. Siêu bông bình lợi thì dễ nuôi nha cô chú anh chị. Bông đẹp, dễ nuôi. Bông thì đẹp, bông to. Tàn cũng tròn sẵn luôn. Chiều cao nghe. Cái này chiều cao 1 mét ha. Tán ngang cũng 1 mét luôn. Rồi cái này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình 900k ha. 900k em bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. 900k. Rồi em đổi cây. Cái chiếc lắc hình thuốc. Chiếc con sai gọn gọn. Này rồi tiếp tục là cây số 3 ha. Cái này là cây số 3. Phơm này chơi vô ruột cũng đẹp. Sẵn rồi. Cái này hoành thân 29,5 ha, tính 29 đây. Cái này có đế cũ ha cô chú anh chị. Đế cũng kế cũng lực lực. Dán lòng ha. Lắc nhẹ. Bông tàn tròn trên đây, ok. Tàn thì rất là đều ha. Thì cây bên em đã vô dây chỉnh sửa hết nha cô chú anh chị. Thì cây của mình về thì mình chỉ chơi thôi ha. Tết là cái bông là ok luôn. Chiều cao là 1 mét. Tán ngang là 1 mét luôn. Rồi cây mã số 3 này em giao lưu là 2 triệu ha. Bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi em đổi cây. 2 triệu. Cây số 3. Và tiếp theo là cây số 4.
Đây là cây số 4 nè. Tàn cũng ấm hết trơn, quý cô chú cũng đều. Sức lực lùng lùng. Đây, sẵn lấy bo cái gì mà chơi kéo không được. Cái này hoành thân 22. Dạ, hoành 22. Hoành 22. Chi cành rất là đều nha cô chú anh chị. Sát sát. Cây hiện tại thì giờ nó cũng có nụ kim kim rồi nè ha. Nè. Nhiều quá. Siêu bông mà. Nụ gì lắm luôn. Siêu bông bình lợi. Chiều cao là 1m05. Tán ngang là 1m15. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình 2 triệu ha, em bao phí ship. Và em đổi cây. Cây số 4. Ngày đó thành phẩm hết trơn, mình về mình chăm sóc nó nhẹ. Đỡ phần cái đoạn chăm sóc từ đầu. Cây số 5. Cái này là cây số 5 ha. Cây bonsai gọn này vừa. Cái này dán bonsai nha cô chú anh chị. Quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây đế nôm sổ nha. Được, đẹp đặc luôn. Đẹp. Nó ngắt luôn. Cái này hiện tại em cũng đã có chơi Tết rồi ha. Bông rất là chuẩn nha cô chú anh chị. Đang rất là tròn. Đằng đó hoành ha. Để rễ chỉ cần do điều. Hoành của nó là 23. Dạ. Hoành 23 hơn, tính 23. Em đo chiều sổ nha. Chiều sổ của nó là 22 nha. Em đo nguyên hoành cũ nha. Rễ điều nha, sát sát. Hoành của cả cũ là 78 nha. Hoành tổng thể. Chiều cao 88. Tán ngang 90. Cái này chi cành rất là lực nha cô chú anh chị. Chi cành rất là đều. Ra form sẵn luôn, chi cành đều mà ra form sẵn đều chứ. Thì cây này nếu mà em ship cho cô chú anh chị mình thì em đóng vô cái kiện gỗ nha cô chú anh chị. Để nguyên chậu về cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi cây mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 triệu ha. Em bao phí ship nha. Mà khi nhận cây thì cô chú anh chị mình mới thanh toán tiền luôn ha. Em không có cọc gì hết nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây. Xin bộ mình lại. Cây số 6 ha. Cây số 6, cây này to to. Đây, cây này cây số 6 nha. Thì hôm nay em lên đủ loại giá nha cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị mình thương tình ủng hộ ha. Thì để ở xa xa em đo cái chiều cao thước nha. Chiều cao là 1m4. Tán ngang là 1m35. Ha, quay sơ cho cô chú anh chị mình xem cái tàn của nó ha. Đây. Cây bên em thì đã vô dây hết rồi nha cô chú anh chị. Đã vô dây đều hết rồi. Đạt kính. Thì cây này về anh cô chú anh chị mình thích chơi Tết cũng được và lấy bo cũng được ha. Đều được hết nha cô chú anh chị. Cây bao khỏe bao mạnh cho cô chú anh chị mình chơi ha. Đấy. Để lực để bệnh bệnh. Cái này chi cành đẹp, sát sát luôn. Cái này hoành 27 nha cô chú anh chị. Hoành là 27. Hoành 27. Chiều nôm sổ của nó là 20. Tổng của cả đế là 90. Tổng nguyên cái đế cây là 90 nha. Đó thì cô chú anh chị mình hình dung cái cây mình nó cỡ nào ha. Nè. Quá đã luôn cô chú anh chị ơi. Cho bán luôn.
Để đều hết nha cô chú anh chị, nôm đều nha. À, chi cành thì rất là đều luôn nha cô chú anh chị. Đó, chi cành rất là đều ha. Sàn sát đều ghen. To ghép kính mít. Rồi cái này là mã số 6 nha cô chú anh chị. Cái này mã số 6 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 8 triệu nha. Em bao phí ship, phí đóng kiện gỗ này kia là em chịu hoàn toàn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục em đổi cây. Cây số 6, 8 triệu. Tiếp theo mình cái số 7. Vô đó rồi, hồi mấy cây kia sao kinh. Cây số 7 còn bự bự cái to to một chút. Cây này là cây số 7 nha cô chú anh chị. Một cây số 7 đế rất là quýp nha. Chiều cao là 1m50, tán ngang là 1m35. Đây quay, quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây. Chi cành rất là đều nha. Tàn ấm kính này. Chi cành cũng sáng xét. Rồi, đo phần thân nha. Phần thân cái này là 28 nha cô chú anh chị. 28 hơn cái, nhưng mà em tính 28 á, em có từ hao rồi. Bình thân là 92. Ổ hoành, hoành của cả cái đế nha, tổng đế nha. 92. Đó chiều nôm sổ luôn nha. Nôm sổ dài. Nôm sổ 25. Đây, 25 nha. Nôm sổ 25. Quá đã cái đế luôn cô chú anh chị ơi. Nè, đế quá tí ha. Hàng cả trăm. Đây. Cái này cô chú anh chị mình về chơi lâu dài rất là phê nha cô chú anh chị. Cái này về mình tòng đất vẫn được ha, chơi Tết vẫn được, lấy bo cũng vẫn được luôn nha. Thì siêu bông bình lợi thì cái bông nó rất là đẹp rồi nghe cô chú anh chị. Mau tạo tàn còn nhiều. Rồi cây này là cây mã số 7 ha. Thì em giao lưu với cô chú anh chị mình cây này là 9 triệu ha. Em bao phí ship, phí vận chuyển hết, kiện gỗ đồ này kia là em chịu hết nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục em đổi cây. 9 triệu cây số 7. Tiếp theo lên cây số 8. Cây cô chú anh chị đợi xíu. Cây này hay lung lực. Phần này cái này ba mấy à? To hơn vườn nãy chút. Rồi tiếp tục đây là cây số 8 nha. Tại tròn do lung lực. Chiều cao 1m35, tán ngang 1m25. Tạo dáng đều hết rồi. Hoành thân của nó là 29 ha. Đây. 30 29. Nó bự ha, thì xa nó bự. Đấy là chiều chiều sổ luôn ha. Chiều sổ của nó là 20 nha, chiều sổ xuống tới dưới là 20. Hoành tổng thể là 93 nha. Nồi đế chọn cũ. Hoành 93, tổng thể của nguyên nồi đế. Hồi xưa chỉ cần nó sát sát cấp chủng.
chỉ cần bự lực sát sát thôi. Cái này là liền lực nha cô chú anh chị. Rồi cây này là mã số 8 ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 7 triệu ha. Em bao phí ship, phí vận chuyển hết. Rồi em xin phép đổi cây. 7 triệu cây số 8. Cái số 9. Giá đủ loại giá luôn của chú. Ok. Thì, rồi tiếp tục là cây số 9 ha. Cây nhỏ mới thêm chút mà cũng đều đầy đủ thôi. Chi cành rất là đều mà tại ghép sau mấy cây kia ha, tàn nó không bự bằng thôi. 1m25 chiều cao, tán ngang là 1m05. Cái này hoành lớn nha, hoành 31. Hoành 31. Hoành 31. Tổng nồi đế là 92, hơn 92 tính 92. Sổ 22, chiều sổ nó 22. Thì cô chú anh chị nào ở miền Tây mình ha, thì mua chừng 3 cây đi là em cho xe giao tới nhà luôn ha. Trong ngày là đến nhà cho cô chú anh chị mình ha. Chọn điều. Rồi cái này là mã số 9. Mã số 9 ha, cây này 7 triệu ha, giao lưu cô chú anh chị mình 7 triệu bao phí ship ha. Rồi em đổi cây. Cây số 9. Tiếp theo là cây số 10. Này một cốt. Một cốt chỉ cần điều, tàng chén tàng thông sẵn luôn. Một thon cao. Rồi tiếp tục cây là cây số 10 nha cô chú anh chị. Cây này để nôm đặt luôn. Trần gió ổn luôn. Chiều cao là 1m30. Tán ngang là 1m1. Đây này là cây số 10 nha. Cái này đế đặt hết luôn nha cô chú anh chị. Hoành thân cái này là 25 nha. 25. Đế quá trời. Đó chiều sổ thức đi. Chiều sổ của nó là 21. Đế đặt sệt cái ngắt luôn. Đế cái này thì quá kẹo sệt luôn nha cô chú anh chị. Hoành tổng là 90. Hoành tổng đế là 90. Đây quay kỹ xe vô cho cô chú anh chị mình xem cái cây này nè, rất là kẹo luôn ha. Cây này rất là kẹo luôn nha cô chú anh chị, nó đều hết luôn nha, không có lỗi chỗ nào hết nha. Cây này không thẹo không lỗi gì hết nha cô chú anh chị. Quá trời cái nồi. Thằng sư cũng kẹo đều, còn sát sát không. Nói chung là chi cành đều, đế đều. Nó cũng ra đều sẵn luôn, đều là chi đều hết. Rồi cây số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 9 triệu nha. 9 triệu bao phí ship, phí vận chuyển hết nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây. 9 triệu, cây số 10. Cây số 10 là... Hôm nãy thấy cái măng cục. Đó, thấy cái này lời cái măng cục. Con cục trồng học đúng bài luôn. Tới 7. Tới thì có biết liền.
Cái này là cây số 11 ha. Đúng rồi, đúng cây số 1. Cắn thịt rắn lắc hình thú. Chiều cao là 90. Sài gọn, bự. Tán ngang là 1 mét. Tán ngang 1 mét nha. Hoành là 32. Hoành thân là 32 nha. Hoành này 87. Hoành cả cái đế đó 87. Đó cái chiều dài này luôn đi. Chiều dài này 40. Để chiều có đầy đủ. Để chiều đầy đủ. Cái này đế rồi ngon lành nha cô chú anh chị. Đẹp. Xương chỉ cần ghép tạo tàn trọn cái mít thôi. Tàn đều hết nha. Cũng là siêu bông bình lợi luôn nha. Em không xài. Rồi cái này mã số 11 ha, em cũng xin Zalo là 7 triệu nha, bao phí ship. Thì cô chú anh chị là thích dáng bonsai lùng liền á thì chọn cái này ha. Rồi em xin phép đổi cây. Đổi cây số 1 7 triệu. Siêu vô mình lại. Số 12. Tại chỉ cần điệu rõ. Chiều cao là 1m05. Tán ngang là 85. Chỉ cần điệu chắc xác. Cái này là cây số 12 nha. Nó hoành. Hoành 30. Hoành 30 nha cô chú anh chị. Hoành 30. Số 6 con nhẹ nhẹ. Nôm sổ 20. Cái chiều sổ của nó là 20. Hoành của cả đế 80. Rồi cái mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu nha, bao phí ship hết nha. Rồi em đổi cây. 6 triệu cây số 12. Cái này là cây số 13 nha. Một mét lẻ năm. Chiều cao 1m05. Tán ngang 1m1. Chi cành rất là đều nha cô chú anh chị. Chi cành sát sát, bự bự kẹt bên. Quay chi cành nè. Cành cho cô chú anh chị mình thấy ha. Em đo cốt cạnh cho cô chú anh chị mình hình dung ha. Gần 15 nha. Cái cốt cạnh của nó là gần 15.
Quỳnh 28 hơn nha. Quỳnh thân 28 hơn. Chiều sổ của nó là 20. Tổng nguyên đế 85. Đệm đôm có tự hao hết rồi cô chú anh chị. Đế nôm sổ đều hết ha. Chỉ cần lực lùng liền. Ai thích lùng liền thì nên chọn em này nha. Ở cây số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu nha. 7 triệu em bao phí ship hết nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây. 7 triệu cây số 13. Tiếp theo cây số 14. Cây này 1m50 ha. 1m16 tá ngang, chiều cao 1m50. Cái này phong cao nha cô chú anh chị. Kính này, ấm ấm đều. Quỳnh thân là 32. 32 ha. Cái này tới mã số mấy rồi ta? 14 vậy. Cái này là mã số 14 ha. Mã số 14 nha cô chú anh chị. Chiều sổ của nó là 25 nha. Chiều nôm sổ 25. Để ra một bệt luôn rồi cô chú anh chị ơi. Quá đã ha. Quỳnh thân là 93. Ủa hoành cả nồi đế là 93. Sao lộn hoài vậy? Lâu quá không có lên clip á cô chú anh chị. Nói hơi lủng củng ha. Có gì cô chú anh chị mình bỏ qua nha. Thì bên vườn em á, thì lên clip thì lựa những cái cây mà đẹp á, để phục vụ cô chú anh chị mình ha. Thì mong cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ vườn em nha. Không kính điệp. Không kính điệp luôn. Rồi cái này là mã số 14 ha. Thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 8 triệu nha. 8 triệu em bao phí ship, phí vận chuyển hết nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây. 8 triệu cây số 14. Cây hai người ginh bế xế luôn cô chú anh chị ơi. Thêm một vòng cho cô chú anh chị mình xem nha. Đế hình thú. Xương đều. Chiều cao là 1m25. Tá ngang là 1m12. Em báo là chính xác luôn á cô chú anh chị ơi. Cái này mình chơi lâu dài rất là phê nha cô chú anh chị. Đẹp xương cái cành điều ghê luôn. To. Cái này là cây 15. Số 15. Thì đủ loại cây đủ giá ha. Cô chú anh chị mình thích cái mã nào thì cứ liên hệ với em nha. Thích cây nào thì cũng cứ liên hệ với em. Đo cái hoành nha. Thế này chịu đầy đủ. Hoành là 38 nha cô chú anh chị. Hoành 38. Tổng nồi là 89 ha. Em đo từ hao ở tên không chứ hay là người ta lấy múc ngoài luôn nha. Em đo gọn lại á.
Để em đo cái cũ quá. Đo cái cũ quá. Tổng cũ rồi. Tổng cũ là 56. Tổng cũ 56. Cái chiều sổ của nó là 25 nha. Đây, chiều sổ từ cái thân này xuống là 25 nè. Đo kỹ cho cô chú anh chị mình xem nha. Chiều dài ở đằng trước đến đằng sau này là 48 nha. Đây. Thì cô chú anh chị mình khi mà nhận cây á, cứ đo theo giống như em, chính xác y vậy nha cô chú anh chị, để cho cô chú anh chị mình hình dung ra ha. Nè, chi cành rất là đều nha cô chú anh chị. Nè. Quay cô chú anh chị mình xem ha. Cây mình không có bị lỗi gì nha cô chú anh chị. Đó. Cây không lỗi nha. Cây rất là khỏe mạnh nha. Nè cô chú anh chị mình nè. Cái này là hồi đó mấy cái rễ này nè cô chú anh chị nó nằm ở tên nè. Cái em cắt á, em tha keo vô này nó liền hết tên luôn. Chứng tỏ là cây mình nó ngậm ke này là rất là khỏe mạnh. Nè thấy không cô chú anh chị. Liền hết. Rồi cây này là mã số 15 nha. Cây số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 9 triệu nha. 9 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi em đổi cây. Tiền nào của nấy nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 16. Số 16 còn nhỏ nhỏ. Đây cây này là mã số 16 nha cô chú anh chị. Một mét mốt chiều cao, tán ngang là 1 mét, tán ngang là 1 mét ha, tán ngang là 1 mét. Quần thân là 25. Quần thân là 25. Chiều sổ của nó là 22. Quần tổng là 85. Cây này là mã số 16 ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 5 triệu. Bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi em đổi cây. 5 triệu cây số 16. Đây cây số 17. Tiếp tục là mã số 17 ha. Cái cành thông, cành điều. Cành sát sát không? Ok, là ok chi cành. Chiều cao là 1m45 nha. Tán ngang là 1m20. Chi cành cũng rất là đều nha cô chú anh chị. Đã vô dây hết rồi ha. Vô dây khi mà ship cho cô chú anh chị mà nè, là nó không có tét, không có gãy nha cô chú anh chị. Dây nhôm em đã bợ hết rồi ha. Với mình dằn tay chi đồ ha. Về cô chú anh chị mình cứ theo cái nét đó mà chơi. Nó rất là đều. Thì cô chú anh chị mình lấy bo thì vẫn lấy bình thường. Còn không ấy thì cô chú anh chị mình cứ theo cái nét đó. Mình cứ bấm đọt ha. Là nó sẽ ra đều tàn nha. Bình thân cái này là 30 đi. 30 nha cô chú anh chị. Hơn 30 tí, tính 30 đi.
Thì em ship mấy cây mà lớn này á, thì em ship cho cô chú anh chị mình á, em để luôn chậu nha, em đóng kiện gỗ nha cô chú anh chị. Chiều sổ là 24 ha, 24. 24 là em đo thực tế vậy nha, nếu mà anh em mình đo cái kiểu này là có thể hơn nha cô chú anh chị, thấy không? Rồi kiểu này ra tới 27 à. Hoành của cả nồi nha. Hoành cả nồi 90. 91 luôn nè, nhưng mà em lấy 90 cho cô chú anh chị mình ạ. Đế quá đã luôn cô chú anh chị ơi. Đây, quá đẹp. Rồi cái này là mã số 17 ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 7 triệu nha, bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là cái số 18. Rồi, cây này là cây mã số 18 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m25. Tán ngang là 9 19. Tán ngang 9 19. Để sự kéo đều. Mình thân là 30. Hoành thân là 30. Chiều sổ là 25. Hoành cả nồi đế là 90. Tổng nồi đế 90. Chi cành rất là lợt nha. Đây. Cũng là siêu bông bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Cái này mã số 18. Cái này là cây số 18 nha. Thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu nha. Cái này 5 triệu em bao phí ship nha cô chú anh chị. 5 triệu cây số 18. Rồi em đổi cây. Cái này là cây số 19. Cây số 19, 1m45. Tán ngang 1m27. Quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Rất là đều. Đây do luôn. Chắc là không, chỉ cần đều. Bình thân 26 rưỡi, 26, tính 26 đi. Chiều sổ 20. Quay ghét để mưa tới nha cô chú anh chị, chuyển mưa quá. 93 tổng nồi, 93 tổng nồi đấy. 93. Thì nói chung là chi cành đều hết nha cô chú anh chị. Đã vô dây chỉnh sửa, ghép siêu bông bình lại. Rồi cái này là cây mã số 19 ha, mã số 19. Mã số 19 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu nha. 7 triệu rồi cô chú anh chị, em bao phí ship phí vận chuyển hết ha. Thì em sẽ đóng kiện gỗ luôn nha cô chú anh chị. Mấy cây này là em vô đóng kiện gỗ cho cô chú anh chị mình. Rồi em xin phép đổi cây.
này đây, cái này nè. Cây này là cây số 20. Chiều cao là 80. Tán ngang là 75. Cây này là cây mới ghép nha cô chú anh chị. Thì khi mà em ship cho cô chú anh chị mình thì em sẽ vô dây cho cô chú anh chị mình ha, cứ an tâm. Tại em thấy cái này đẹp quá, quay cho cô chú anh chị mình luôn. Này, đế quá đã luôn nghe cô chú anh chị. Hoành thân của nó là 21 ha. Nhưng mà đế thì quá đã cô chú anh chị ơi. Chiều sổ của nó là 23. Tổng của cả đế là 82. Cái này quá phê nha. Cũng ghép siêu bông mình lại nha. Cái này em mới ghép cái này dở bo ra chắc hơn 2 tháng quá, nên em chưa vô dây ha. Thì cô chú anh chị mình chốt cái này thì em vô dây cho cô chú anh chị mình luôn ha. Quá đã ha. Nè, để nè. Điều hết nha cô chú anh chị. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu nha. 2 triệu, cây mã số 20. Rồi em xin phép đổi cây. Dài. Hai cây nữa được. Rồi em hai cây nữa là em kết thúc clip nha cô chú anh chị. Cái này thì dán bonsai nữa cô chú anh chị ơi. Đây này là cây số 21 ha. Nhìn lực nó gân. Quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem cái nha. Cái này dán bonsai nha cô chú anh chị, không cần tàn bự rộng làm chi nha. Chiều cao 90, tán ngang 85. Đây. Này mặt sau nha, mặt sau cũng là mặt thú ha. Đây mặt tước cũng là con thú ha, thú ngồi nha. Hoành là 37. 37 hoành. Đo cũ hả, đo đế nha. Đo nguyên cái cũ ha. Cũ 49. Cũ 49. Hoành của cả cái đế nha. Hoành của cả cái đế, tổng cái nồi đế là 79. Cây rất khỏe nha cô chú anh chị. Cái này làm như nó xù rồi. Nó xù nha cô chú anh chị nè. Đế xù nha. Nè. Đây là đế xù luôn nha, hình thú mà xù luôn. Nè, xù nè cô chú anh chị. Nè, cái này thì cây số 21 ha. Dán thú bonsai đế xù. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 9 triệu nha. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi tiếp tục em lên cây cuối clip. Cây số 21 9 triệu. Có đợi quá nó. Lên nhiều sụp cốm kẹo. Rồi cái này là cây cuối clip luôn nha cô chú anh chị. Có chân dắp cái chậu. Dắp rồi thì vậy không. Chiều cao là 99 nha. Từ miệng chậu lên. Là 99. Tán ngang là cũng 99 nha. Số 99 đẹp hay sao á.
Hoành thân là 25. Cái này chiều sổ cao ạ, tại em còn chôn dưới nữa nha. Sổ 30. Cái nồi là 95, tổng nồi nha. 95. Rồi quay cho cô chú anh chị mình xem cây cuối clip nha. Đây. Cây này là cây mã số 22, cây cuối clip 22. Thì em giao cây cho cô chú anh chị mình đúng cây đúng hình luôn nha cô chú anh chị. Đây. Rồi cây cuối clip này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu ha. 7 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình. Rồi cuối clip em chào cô chú anh chị mình ha. Thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với em qua số điện thoại ha, 0988058804 ha. Đó là cũng số Zalo của em. Thì cô chú anh chị mình xem clip vui vẻ. Em xin chào. Rồi chào tất cả. Dạ chào cô chú anh chị bạn luôn. Rồi trân trọng kính chào cô chú anh chị mình đây.